Trong phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất có được bảo toàn không? Các em hãy theo dõi thí nghiệm sau. Sau khi màn hiển thị số ổn định, đặt lên đĩa cân một cốc có chứa hai ống nghiệm đựng dung dịch natri sunfat loãng và bari clorua loãng. Khi màn hiển thị số ổn định, nhấc một ống nghiệm và đổ dung dịch vào ống nghiệm kia. Sau đó đặt trở lại cốc. Ta thấy phản ứng hóa học xảy ra, số chỉ trên màn hiển thị không đổi so với trước khi phản ứng. Trước và sau khi làm thí nghiệm, số chỉ trên cân đồng hồ đều là 75.3. Có thể suy ra điều gì? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở bài học hôm nay, định luật bảo toàn khối lượng. Ở thí nghiệm này, ban đầu chúng ta có sodium sulfate, barium chloride đều là chất lỏng trong suốt không màu. Khi cho hai chất này tiếp xúc với nhau thì thấy xuất hiện chất rắn màu trắng. Đây chính là dấu hiệu có phản ứng hóa học xảy ra. Sau phản ứng, chúng ta thu được sản phẩm là barium sulfate. Đây chính là chất rắn màu trắng. Và sản phẩm thứ hai là sodium chloride. Phản ứng được biểu diễn bằng phương trình chữ như sau. Chú ý, số hiển thị trên cân đồng hồ trước phản ứng là 75.3, sau phản ứng cũng là 75.3. Có nghĩa là tổng khối lượng các chất tham gia bằng tổng khối lượng các chất sản phẩm. Hai nhà khoa học Lomonosov người Nga và Lavoisier người Pháp đã tiến hành độc lập với nhau những thí nghiệm được cân đo chính xác, từ đó phát hiện ra định luật bảo toàn khối lượng. Định luật được phát biểu như sau. Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng. Vậy, tại sao trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng? Chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời thông qua việc tìm hiểu diễn biến của phản ứng hóa học. Trở lại với phản ứng hóa học giữa khí hydrogen và khí oxygen tạo thành nước. Trước phản ứng, có một phân tử oxygen và hai phân tử hydrogen. Sau phản ứng, có hai phân tử nước. Trong đó chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi, làm phân tử này biến đổi thành phân tử khác. Còn khối lượng của các nguyên tử thì sao? Trong một phân tử oxygen, có hai nguyên tử oxygen. Trong hai phân tử hydrogen, có bốn nguyên tử hydrogen. Như vậy, khối lượng trước phản ứng sẽ bằng khối lượng của hai nguyên tử oxygen cộng cho khối lượng của bốn nguyên tử hydrogen. Có nghĩa là lấy 2 nhân 16 cộng 4 nhân 1 bằng 36. Còn sau phản ứng, trong hai phân tử nước cũng có hai nguyên tử oxygen và bốn nguyên tử hydrogen. Khối lượng sau phản ứng cũng bằng khối lượng của hai nguyên tử oxygen cộng khối lượng của bốn nguyên tử hydrogen và bằng 36. Như vậy, do trong phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi, số nguyên tử mỗi nguyên tố giữ nguyên, khối lượng của các nguyên tử không đổi, nên tổng khối lượng của các chất được bảo toàn. Chúng ta ghi nhận lại các nội dung chính của bài 15 định luật bảo toàn khối lượng. Thứ nhất, thí nghiệm. Ghi lại phương trình chữ của thí nghiệm. Thứ hai, định luật. Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng. Để giải thích điều này, các em tham khảo trong sách giáo khoa trang 53. Chúng ta có thể áp dụng định luật bảo toàn khối lượng vào các phản ứng như thế nào? Xét phản ứng tổng quát, chất A tác dụng với chất B tạo thành chất C và chất D. Gọi
M nhỏ A, M nhỏ B, M nhỏ C và M nhỏ D lần lượt là khối lượng của chất A, chất B, chất C và chất D. Theo định luật bảo toàn về khối lượng, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng. Chúng ta có công thức về khối lượng được viết như sau. Khối lượng chất A cộng khối lượng chất B sẽ bằng khối lượng chất C cộng cho khối lượng chất D. Ví dụ, với thí nghiệm đã tìm hiểu ở đầu bài, công thức về khối lượng được viết như sau. Khối lượng của barium chloride cộng khối lượng của sodium sulfate sẽ bằng khối lượng của barium sulfate cộng khối lượng của sodium chloride. Hoặc chúng ta có thể thay thế tên chất bằng công thức hóa học. Luyện tập các kiến thức vừa học với các bài tập trong sách giáo khoa. Bài tập 2 sách giáo khoa vẫn xét phản ứng hóa học ở thí nghiệm trên. Chúng ta có khối lượng của Na2SO4 là 14,2 gram, khối lượng của BaSO4 là 23,3 gram, khối lượng NaCl là 11,7 gram và đề yêu cầu tính khối lượng của BaCl2 là bao nhiêu gram. Dựa theo định luật bảo toàn khối lượng, chúng ta có công thức về khối lượng được viết cho phản ứng như sau. M nhỏ BaCl2 cộng M nhỏ Na2SO4 bằng M nhỏ BaSO4 cộng M nhỏ NaCl. Khối lượng BaCl2 chưa biết, chúng ta giữ nguyên là M nhỏ BaCl2. Lần lượt thay thế khối lượng của Na2SO4, khối lượng BaSO4 và khối lượng NaCl vào công thức về khối lượng. Chúng ta có M nhỏ BaCl2 cộng 14,2 bằng 23,3 cộng 11,7. Giải bài toán, tìm được M nhỏ BaCl2 bằng 20,8, tức là khối lượng của BaCl2 đã phản ứng là 20,8 gram. Bài tập 3 là phản ứng giữa magnesium và khí oxygen xảy ra ở nhiệt độ cao tạo thành magnesium oxide. Với khối lượng của magnesium M nhỏ Mg bằng 9 gram. Khối lượng của magnesium oxide M nhỏ MgO bằng 15 gram. Yêu cầu tính khối lượng của khí oxygen đã tham gia phản ứng M nhỏ O2 bằng bao nhiêu gram. Để giải bài toán này, chúng ta cần áp dụng định luật bảo toàn khối lượng. Trong đó, tổng khối lượng của magnesium và khối lượng của khí oxygen tham gia phản ứng sẽ bằng khối lượng của magnesium oxide được tạo thành. Điều đó được biểu diễn bằng công thức về khối lượng được viết như sau. M nhỏ Mg cộng M nhỏ O2 bằng M nhỏ MgO. Trong đó, M nhỏ O2 chưa biết, giữ nguyên. M nhỏ Mg là 9, M nhỏ của MgO là 15. Thế vào công thức, tìm được M nhỏ O2 bằng 6, có nghĩa là khối lượng của khí oxygen đã tham gia phản ứng là 6 gram. Vận dụng các kiến thức vừa học, giải thích một số hiện tượng sau. Khi đốt cháy mẫu sắt trong không khí thì thấy khối lượng tăng hay giảm. Biết trong không khí có khí oxygen và sắt cháy là do có chất này tham gia. Trên thực tế, khi đốt cháy 27,37 gram sắt thì chúng ta thu được sản phẩm có khối lượng là 29,10 gram. Như vậy, sau khi đốt cháy sắt trong không khí thì khối lượng tăng thêm. Giải thích điều này là do có thêm khí oxygen tham gia phản ứng nên làm khối lượng tăng lên. Ở một trường hợp khác, khi cho hydrochloric acid HCl tác dụng với calcium carbonate CaCO3 tạo ra calcium chloride CaCl2, nước H2O và khí carbon dioxide CO2 thoát ra.
Đặt lên đĩa cân thứ nhất một cốc đựng dung dịch HCl và cục đá vôi có thành phần chính là CaCO3. Trên đĩa cân thứ hai, đặt quả cân vừa đủ, sao cho cân ở vị trí thăng bằng. Tiếp theo, cho đá vôi vào axit. Sau một thời gian phản ứng, cân sẽ ở vị trí nào? A, B hay C? Giải thích. Trên thực tế, khi cho một lượng dung dịch HCl và CaCO3 có tổng khối lượng là 35 gram tham gia phản ứng, thì sau khi phản ứng kết thúc, chúng ta có tổng khối lượng là 34,2 gram. Như vậy, khối lượng đã giảm đi. Giải thích điều này là do trong phản ứng sinh ra khí carbon dioxide. Khí carbon dioxide đã thoát ra ngoài, nên làm khối lượng giảm đi. Vậy, với đề bài trước, chúng ta sẽ chọn đáp án B là phù hợp. Ở bài học này, yêu cầu học sinh phát biểu được định luật bảo toàn khối lượng, giải thích được vì sao trong một phản ứng hóa học tổng khối lượng các chất được bảo toàn, áp dụng được định luật bảo toàn khối lượng để viết công thức về khối lượng và tính khối lượng chưa biết. Chúc các em học tốt!